top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2023. Danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất năm 2023 chứng kiến một cuộc đổi ngôi nơi Toyota không còn thống trị dù xe Nhật vẫn áp đảo thị trường. Kết thúc tháng 12, cuộc đua ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2023 vừa chính thức ngã ngũ. Theo đó, vị trí số 1 trong danh sách năm 2023 đã đổi chủ khi Mitsubishi Expander vượt qua Toyota Vios để trở thành mẫu xe đạt doanh số bán hàng cao nhất năm qua với 19.740 xe. 1. Mitsubishi Expander 19.740 xe. Mẫu MPV Nhật Bản thu hút khách hàng nhờ thiết kế trẻ trung, hiện đại, thực dụng, đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng cho gia đình và cả kinh doanh dịch vụ. Trang bị tiện nghi hiện đại cùng giá cả phải chăng so với các đối thủ chỉ từ 555 đến 698 triệu đồng cũng là yếu tố giúp Expander duy trì được sức hút với khách hàng Việt Nam suốt năm qua. 2. Hyundai Accent 17.452 xe. Xếp sau Mitsubishi Expander là ông vua phân khúc sedan cỡ B tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent với 17.452 xe đã đến tay khách hàng trong năm 2023. Mẫu sedan cỡ nhỏ này được coi là gà đẻ trứng vàng của thương hiệu Hàn Quốc khi đã đóng góp vào 25% tổng doanh thu cả năm qua của hãng. 3. Mazda CX-5 16.808 xe. Bất chấp sự vươn lên của các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C, Mazda CX-5 vẫn luôn giữ được chỗ đứng tại thị trường xe Việt. Doanh thu năm 2023 của xe đạt 16.808 chiếc, tăng trưởng khoảng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. 4. Ford Ranger 16.085 xe. Chỉ bán ít hơn Mazda CX-5 khoảng 720 xe, Ford Ranger vẫn vững vàng trong top 5 ô tô bán chạy nhất năm thứ 2 liên tiếp, hạng 5 năm 2022 với 16.085 chiếc. Đáng chú ý, mẫu xe đến từ Mỹ tiếp tục là chiếc xe bán tải duy nhất lọt top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong 5 năm liên tiếp từ 2019 đến 2023. 5. Toyota Vios 13.521 xe. Việc Toyota Vios 2023 tại Việt Nam chỉ là bản facelift, trong khi các thị trường láng giềng đều nhận được thế hệ mới, khiến cho mẫu xe này mất đi đáng kể sức hút trong năm qua. Cụ thể, Toyota Vios bán được 13.521 xe trong năm 2023, giảm tới hơn 10.000 chiếc so với năm ngoái, qua đó bị Mitsubishi Expander xoán ngôi ông hoàng doanh số xe Việt. 6. Kia Sonet 11.366 xe. Kia Sonet chính là tân binh của top 10 xe bán chạy năm nay với doanh số 11.366 chiếc, qua đó thế chỗ người anh em Seastot trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất năm 2023 của thương hiệu Hàn Quốc. Ngoại thất cá tính, đa dạng trang bị, tính năng và giá bán dưới 600 triệu đồng chính là những lợi thế để giúp Kia Sonet tạo được sức hút với người dùng, đặc biệt là nhóm khách đô thị lần đầu sở hữu ô tô. 7. Hyundai Creta 10.719 xe. Trở lại thị trường Việt Nam từ năm 2022, để thay thế dòng Kona, Creta từ đó vẫn luôn giữ vị thế sản phẩm dẫn dắt doanh số của Hyundai tại Việt Nam. Trong tháng 12 năm 2023, mẫu SUV B bán được 1.953 xe, tăng trưởng 60,3% so với tháng 11. Tổng doanh số năm 2023 đạt 10.719 xe, giữ vị trí xe Hyundai bán chạy thứ 2 trong năm sau Accent. 8. Toyota Corolla Cross 10.485 xe. Tương tự như người anh em Vios, Toyota Corolla Cross cũng chứng kiến mức giảm hơn 10.000 xe bán ra trong năm qua. Doanh số năm 2023 của xe chỉ đạt 10.485 xe. Sự sa sút này đến từ áp lực cạnh tranh từ các đối thủ, đặc biệt là Kia Seltos và Hyundai Creta, cũng như ảnh hưởng từ vấn đề nguồn cung khan hiếm. 9. Ford Everest 9.960 xe. Cũng như Ranger, Ford Everest là đại diện duy nhất trong phân khúc của mình là SUV 7 chỗ góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất năm 2023. Doanh số trong năm qua của xe đạt 9.960 chiếc, tăng trưởng 42% so với năm 2022. 10. Honda City 9.894 xe. Mẫu xe cuối cùng góp mặt trong danh sách này là chủ lực của nhà Honda mang tên City với 9.894 chiếc được bán ra trong năm 2023. Honda City đã đóng góp vào 41,5% tổng doanh thu của hãng Nhật, qua đó trở thành một trong ba mẫu sedan hạng B dẫn đầu thị trường cùng Toyota Vios và Hyundai Accent.
Danh sách được tổng hợp dựa trên báo các doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VMA, TC Motor, đơn vị lắp ráp phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam. VinFast không công bố doanh số bán hàng. Từ Tiền Phong, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964 002 593 để được tư vấn.